Jimmy kính chào quý khán giả của Người Việt TV và mời quý vị cùng theo dõi phần điểm tin buổi sáng. Hôm nay là ngày thứ Bảy, ngày 24 tháng 4 năm 2021 và sau đây là một số tin đáng chú ý. Thống đốc California muốn cấm khai thác dầu đá phiến từ năm 2024. Nhóm học sinh ở Texas bị kỷ luật vì thử đấu giá bạn bè gốc Phi Châu. Gia đình ở Florida bán thuốc tẩy để trị Covid-19 gây chết người Gần 1.500 gốc dưa hấu sắp thu hoạch ở Quảng Nam vô cớ bị phá hoại. 5 ngày, 8 học sinh chết đuối tập thể khi rủ nhau tắm biển. Và bây giờ, mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết. Mở đầu phần tin ngày hôm nay, thì thống đốc California là ông Gavin Newsom vào hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 4 loan báo sẽ ngưng cấp tất cả giấy phép à, fracking mới ở California từ năm 2024, theo CNBC. Fracking viết tắt là của hydraulic fracking là kỹ thuật khai thác dầu và khí nằm trong đá sâu dưới lòng đất. Công nghệ này chỉ chiếm phần nhỏ trong sản lượng dầu và khí hàng năm của California. Tuy nhiên, các tổ chức bảo vệ môi trường từ lâu kêu gọi cấm fracking vì các loại môi trường tác hại nó cũng như là sức khỏe của công chúng. Nếu mà thành công, thì California sẽ là tiểu bang sản xuất dầu nhiều nhất nước Mỹ cấm công nghệ này. Nhưng thống đốc Newsom cũng còn à, mục tiêu lớn hơn đó là ngưng tất cả việc sản xuất dầu ở tiểu bang trễ nhất là năm 2045. Hôm thứ Sáu, cho ông yêu cầu giới chức hữu trách của California lên kế hoạch cho mục tiêu đó. Năm ngoái, ông Newsom cũng ra lệnh à, cho giới hữu trách tiểu bang cấm bán xe mới chạy xăng ở California từ năm 2035. Năm 2019, thì thống đốc Newsom cũng ngưng cấp giấy phép fracking để Ủy ban Khoa học độc lập có thể xem xét lại thủ tục cấp giấy phép của California Tháng 4 năm 2020, ông bỏ lệnh cấm này. Năm ngoái, tiểu bang cấp 83 giấy phép giảm đáng kể so với trung bình 220 giấy phép một năm kể từ năm 2016. Quay sang một tin khác thì nhiều học sinh trung học ở Texas bị kỷ luật sau khi tạo nhóm trên trang mạng xã hội thử bán đấu giá bạn bè cùng lớp gốc Phi Châu theo CNN vào hôm thứ Sáu ngày 23 tháng 4. Nhóm này có tên là đấu giá bọn mọi do một nhóm học sinh học khu là Aledo lập ở trên ứng dụng Snapchat. Một học sinh trả giá 100 Mỹ Kim để mua một học sinh khác. Theo màn hình chụp, màn hình tin nhắn trong nhóm, một học sinh khác viết 1 đô la cho quiz nếu tóc nó không quá xấu thì đỡ hơn. Ban đầu, trong thư gửi phụ huynh vào hôm 5 tháng 4, học khu Aledo gọi những tin nhắn đó là bắt nạt trên mạng với ngôn ngữ mang tính tấn công chủng tộc tuy nhiên sau khi bị một số cư dân aledo chỉ trích cuối cùng học khu gọi đó là kỳ thị chủng tộc nhóm học sinh này đang bị kỷ luật và học khu ra thông báo cho hay vào tuần trước nhưng không thể nói rõ hình thức kỷ luật là gì vì lý do pháp lý cũng trong phần tin Hoa Kỳ, thì một đại bội thẩm đoàn liên bang ở Miami vào hôm qua thứ Sáu ngày 23 tháng 4 vừa ra quyết định truy tố các thành viên trong một gia đình tại thành phố là Bradenton, tiểu bang Florida về tội bán thuốc tẩy nhưng quảng cáo là để trị Covid-19. Theo báo Miami Herald, ông Mark Brennan, và ba người con trai là Jonathan Jordan và Joseph bị truy tố mấy tội danh vì đã quảng cáo bán thần dược có tên là Miracle Mineral Solution cho khách hàng ngay cả sau khi cơ quan an toàn thực phẩm và dược phẩm FDA bác bỏ việc quảng cáo này và có án lệnh của tòa buộc gia đình này phải ngưng bán thuốc hai người trong gia đình của Renan là Jonathan, 24 tuổi, 34 tuổi và Jordan, 26 tuổi, bị bắt hồi tháng 7 năm ngoái khi các nhân viên công lực liên bang đến lục soát nhà của gia đình này ở đường Garden Lane, thành phố Reddington. Vào lúc đó, thì các nhân viên điều tra liên bang nói tịch thu được một số súng gần 10.000 pound chất hóa học ở dạng bột sodium và hàng ngàn những cái chai Miracle Mirano Solution. Ông Mark Brennan, 62 tuổi, và một người con trai khác là Joseph, 32 tuổi, hiện ở Colombia và bị chính quyền nơi đây tạm giữ từ tháng 8 tới nay. Hồ sơ tại tòa án cho thấy gia đình Brennan kiếm được hơn 1 triệu Mỹ Kim nhờ bán thần dược này. Ngoài quảng cáo trị Covid-19, họ còn nói thuốc có thể trị đủ các bệnh khác, kể cả ung thư, bệnh lú lẫn tức là Alzheimer và HIV. Các công tố viên liên bang nói có ít nhất là 7 người đã chết sau khi uống thuốc này. Quay sang phần tin khác thì còn hơn chục ngày nữa là thu hoạch nhưng gần 1.500 gốc dưa hấu ở của nhiều gia đình ở xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh bị ai đó vô cớ cắt gốc cho chết khô khiến người trồng điêu đứng. Ngày 23 tháng 4, ông Phan Thanh Bình, chủ tịch xã Tam Lộc, huyện Phú Ninh, tỉnh Quảng Nam cho biết công an huyện đang điều tra truy tìm kẻ phá hoại gần 1.500 gốc dưa hấu của các gia đình ở thôn Đại Đồng. Theo báo VN Express, thì chiều ngày 22 tháng 4, vợ chồng bà Nguyễn Thị Thiện còn ra tưới nước cho 200 gốc dưa hấu trồng trên cánh đồng Gò Mù. Thế nhưng sáng hôm sau, khi bà Thiện ra ruộng dưa để tưới nước thì phát chát hàng loạt dây dưa đã bị cắt gốc hết, dần khô héo. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, bao nhiêu công sức mất trắng sau một đêm, bà Thiện buồn bà nói. Bà Thiện tính toán số dưa hấu này được chăm sóc 45 ngày, riêng chi phí giống phân và cũng như là thuốc tốn là 1.5 triệu đồng, tức là khoảng 65 Mỹ Kim. Dự kiến 10 ngày nữa, dưa sẽ thu hoạch sản lượng khoảng 1 tấn thu về 5 triệu đồng, tức là 216 Mỹ Kim, trừ chi phí lãi gần 3.5 triệu đồng. Giờ dưa chết héo, có bán cũng không ai mua. Tương tự, gia đình của ông Bùi Bình trồng 1.000 10, à, mét vuông dưa trên cánh đồng Gò Mù, mỗi ruộng 500 mét vuông, nằm cách nhau 100 m Tôi chuyên canh dưa hàng chục năm nay, chưa bao giờ bị phá. Cánh đồng trồng dưa rộng lớn nhưng kẻ gian biết ruộng của ông nên đã cố tình cắt gốc. Ngoài gia đình trên thì bà Lê Thị Thu thuê đất của hàng xóm trồng gần 500 mét vuông dưa hấu cũng bị kẻ gian phá hoại. Và cái quý vị đó là những lời mà những người nông dân nói với báo VTC News. Quay sang phần tin khác của Việt Nam, thì chỉ trong 5 ngày, 8 học sinh từ 12 đến 14 tuổi ở hai tỉnh Thanh Hóa và Khánh Hòa đi tắm biển đã bị sóng biển làm chết đuối hay cuốn trôi mất tích. Báo Người Lao Động khoảng 1 giờ 30 phút trưa ngày 23 tháng 4, loan tin là 8 học sinh của trường trung học cơ sở Hoàng Hải ra biển thôn Thanh Xuân ở xã Hoàng Hải, huyện Hoàng Hải, tỉnh Thanh Hóa tắm biển. Trong lúc tắm thì có 4 em không rõ danh tánh, không may bị nước biển cuốn trôi mất tích. Những em đi cùng vội vàng lên bờ hô hoáng, người lớn đến cứu nhưng không kịp. Sau đó thì hàng trăm người thuộc các cơ quan hữu trách cùng người dân địa phương được huy động tìm kiếm. Đến 4 giờ 30 phút chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân đầu tiên là em Lê Tuấn Anh được tìm thấy. Ba em còn lại hiện đang mất tích. Tối cùng ngày, ông Vũ Đức Lâm, chủ tịch xã Hoàng Hải cho biết do sóng biển lớn và trời tối, công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Hàng trăm người thân và người dân địa phương đang dùng bè mảng và ngư cụ tổ chức tìm kiếm dọc theo bờ biển, song chưa phát hiện dấu vết. Liên quan đến việc chết đuối tập thể khi tắm biển, báo riêng cho hay sáng ngày 19 tháng 4, thi thể nam sinh lớp 8 trong lớp 4 em đã bị nước cuốn trôi ở phường Cam Phúc Bắc, thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã được lực lượng cứu hộ tìm thấy và bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin buổi sáng với Jimmy. Hẹn gặp lại trong phần tin kế tiếp.